Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ năm mừng cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục ra một clip gồm một lô cần câu anh em. Thì lô cần câu này là lô cần câu phíp cần rút dạng cần rút mini á. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước trên tổng, nếu hàng lỗi clip lên á thì anh em cứ gửi vào cho em nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cặp số 1. Đây, số 1 thì em bán nguyên cặp nha. Thì loại này là cần rút mini, nó dài khoảng 2 gang thôi nha anh em. Tầm khoảng 2 gang hơn. Thì fan nó đây, fan nó fan lỗi xứ nhưng mà ở ngoài nó bị rỉ sét nè mọi người. Đó. Câu vẫn bình thường nhá. Thì hai cây này độ cứng là nó để là 90, thêm test thì độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em. Đó, dài 2m1. Hai cây thông số như nhau. Đó. Thì chất liệu là chất liệu phíp nha mọi người. Bát là bát hãng luôn nè, bát hãng. Fan hãng. Tất cả đều tất cả các lóng ok nha mọi người, ba anh em giặt bể nhá. Đó, fan thì nghỉ xét. Đó, anh em về câu vệ sinh lại bình thường. Thì có một cây này thì đọt nó bị ngắn một tí đây. Đó. Em rút ra cho anh em xem. Đây. Hơi bị ngắn đọt hơn tí nha mọi người. Đó, độ cứng ra tầm khoảng 50. Đó. Cũng tương đối cứng rồi. Dài 2m1 cho anh em coi trên bè, coi trên ga, trên bè, trên thuyền. Đó. Rồi, cặp số 1 em bán với anh em là một cặp này là 200 nha anh em, 200 cộng ship. Tiếp theo là cặp số 2 nha anh em. Tiếp theo là một cặp số 2. Cặp này thì hai cây. Chiều dài một cây của nó, cây này là 2m1 nha anh em. Cây này 2m1. Và cây này là 1m8. Thì chất liệu cũng là chất liệu phíp, cán là cán mút. Bát là ok cho nha anh em, bát hãng. Thì cây này một cây dài 2m1 đây, cái sơn nó bị rỗ nè, đó, sơn bị rỗ thế này nha mọi người. Nhưng phôi thì em bao anh em chất lượng phôi là ok hết nha. Đó. Đây. Sơn ngoài bị rỗ đây, đó. Cây này lỗi sứ nha nè, lỗi sứ trắng. Đây. Sơn bị rỗ, cây 2m1 mọi người. Thì cây 2m1 độ cứng ra tầm khoảng 20 nha nè, đó, câu tôm, câu chín bè, chín ghe là ok. Cây 1m8. Thì dạng cần rút mini hơn, nó dài hay thu gọn lại nó dài hơn 2 gang tí thôi. Đó, độ cứng vẫn là 20. Đó, câu chỉnh ghe trên bè. Rồi, cặp số 2 em bán bên em với giá là 200 nha anh em. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần rút, dạng cần rút mini, thu gọn tầm khoảng 2 gang hơn. Cây này dài 1m65 nha anh em, dài 1m65. Phôi ok nha mọi người. Đó. Phen ok, phen lỗi sứ nha nè. Phen này cây này còn mới. Phôi ok nha. Lỗi sứ thì cái này độ cứng nó tầm khoảng đếm xem. Tầm khoảng 20 nha nè. À, câu kinh ghe trên bè. Anh em phải câu tôm, cắt lỗ ok nhé. Rồi, cây số 3 giá 150 nha. Giá 150 cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần rút mini nữa. Đây. Đá cũng là fan, cũng là fan lỗ sứ nha anh em. Fan ở trong là lỗ sứ nha. Cây này còn mới. Thì cây này dài cũng là 1m65. Bát tầm bát hãng, fan hãng. Độ cứng cây này tầm khoảng 15 nha anh em, tầm khoảng 15 20. Đó. Khá là tầm. Thì cây này quẩn cho anh em câu trên ghe, trên bè. Đó. Câu tôm, câu hanh, câu chắp. Chất liệu là chất liệu phíp nha mọi người. Đó. Rồi, giá cây số 4 giá cũng là 150 nha anh em. Đó, 150 cộng ship. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần rút, dài cũng hơn 2 gang tí thôi. Cây này 2m1 nha anh em. Cây này 2m1. Thì bát vẫn là bát thẳng, phen vẫn là phen hãng lỗ sứ nha mọi người. Phen hãng lỗ sứ. Vậy anh em lau chùi lại giùm em. Đó, lỗ sứ nha. Tất cả phen ok. Phôi ok nha mọi người. Phôi chuẩn. Phôi chuẩn nha anh em. Đó, cây này cũng còn khá là mới nè. Đó. Thì độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 30 nha nè. Độ cứng ra tầm khoảng 30. Rồi, giá cây số 5, giá là 500, giá là 1.500.000 lòng, giá là 150k cộng ship nhé.
Tiếp theo cây số 6, cây số 8 lên cho mọi người một cây cần ủ của Olympic. Thì cây này dài 2m nha mọi người, dài 2m. Bát thẳng như này, bát thẳng. Cây nội địa chất liệu là PIP. Fan cây này là hình như là fan Fuxi nha mọi người. Đó, fan Fuxi loại xám. Có đầu bu của nó là chất lai rồi, đầu bu xứ trắng nè. Cây này cứng ra tầm khoảng 30 nha nè, cứng ra tầm khoảng 30-40. Đó. Cho anh em coi trên ghe, trên bè, trên thuyền, cột tôm. Rồi, giá cây số 6, giá vẫn là 150k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người một cây cần rút. Thì cây này dài 2m4 nha anh em. Cây này dài 2m4. Cán 3 khúc, bắt thẳng. Phen là phen phen sứ nha anh em, phen lỗi sứ. Cần thì phen nó bị oxy hóa một tí nè. Đó. Tất cả lỏng ở trong thì ok. Đó. Thì mấy loại này thì em bao với anh em lỗi lầm nhé. Phen cây nào bị oxy hóa tí thì em báo anh em. Thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khách luôn. Cây này cứng ra tầm khoảng 50 nha nè. Cứng ra tầm khoảng 50. Rồi, giá cây số 7 giá là 150k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người khoảng một cây cần đúc. Dạng này dạng mini rồi. Đó, hơn 2 găng tí. Cán 3 khúc nè. Đó. Thì cây này dài là 1m, dài 1m65 nha nè. Dài 1m65, bát tạng. Phen lỗ sứ nha mọi người, phen của nó lỗ sứ nha. Đó. Cây trong còn khá là mới nha. Đó. Tất cả hàng này đều hàng PIP nha mọi người, đặc biệt là PIP. Đầu cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em, đầu cứng ra tầm khoảng 20. À, cục tôm rất là đã luôn nè. À, cục tôm, cục chim, cục chim bè, chim ghe, rất là ok. À, nhỏ gọn, thuận tiện. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 150k cộng ship luôn. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người một cây cần dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Thì cây này của China xuất Nhật nè, đó. Bá ta bát thẳng nè, đó. Bá là hai nấc nè. Cẳng là cẳng mút. Phen nữa đây. Đó. Tất cả ok nha. Phôi ở trong thì ok, đó. Bao dập bể nha mọi người. Cái này trong lớp sơn nè, nó chứ không bể đâu. Cần sao thì em báo anh em vậy. Ok nha anh em. Thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 40 như này, 30-40. Đó. Dài 2m4. Rồi, giá công khai cây số 9 giá là 150k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 là một cặp nha mọi người. Đây, cái là một cặp. Thì cắn là cắn mút, bát tầm bát thẳng nè. Đó, phen là phen lỗ sứ hết. Thì phen này nó bị oxy hóa nè, bị xét nè. Đó. Nhưng mà tất cả phen này đều ok hết nha. Đó, không nứt bể gì hết. Đó. Thì cái này hai cây, một cây 2m7 và một cây 3m. Đó. Tất cả phôi ở trong nè, phôi ở trong thì ok rồi. Đó. Ở trong có hai cây ok. Thì cây này là một cây độ cứng ra tầm khoảng 20. Một cây độ cứng, hai cây độ cứng ra tầm khoảng 20 hết nha mọi người. Đó. Rồi, một cặp này giá công khai 200 nha anh em. À, cặp số 10 200. Tiếp theo cặp số 11. Cặp số 11 lên cho mọi người vẫn là một cặp. Một cặp cần rút mini ngắn nè với một cặp cây dài. Đó. Thì cây này dài 1m6 nha anh em. Cây cúc mini này dài 1m6. Phen nó bị oxy hóa thế này nè. Đó. Bắt thẳng. Độ cứng cái này nó gơ đâu đó tầm khoảng, độ cứng gơ tầm khoảng 30 nha nè, 30-40. Khá cứng. Các cả phổi ở trong nè, ok nè. Đó. Phen nó bị rỉ sét tí thôi. Đó. Lỗi lỗi sứ. Anh em về câu chịu khó của xin lại là ok. Đó. Câu cũng là vô tư luôn nha anh em. Để xích lên cho anh em xem. Đó. Cây này
Cây số 2, cây số 2 cũng là một cây dài 21 đó. Phen nó cũng gạn nghỉ xét thế này nè đó. Nhưng mà không bể, không nứt gì cho nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 30 nha nè, 30-20 đó, 21 độ cứng 30-20. Cặp này về câu tôm, câu cá mè đó, câu trên bè ghe là ok rồi đó, ngon lành nha mọi người. Đây, cặp số 1 giá công khai vẫn là 200 nha nè. Cặp số 1 giá công khai vẫn là 200. Tiếp theo là cây số 12. Cái 12 em lên cho mọi người là một cây cần rút. Thì cây này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4, bát thẳng nè. Đó, cán 3 khúc. Phen của nó vẫn là phen lọ sứ nha anh em, phen lọ sứ. Cái này còn khá là mới nha. Cái này dính bụi thôi. Đây. Cái này là băng keo nha mọi người, băng keo đá quắn nè. Đó, anh em về chịu khó lau chùi lên giúp nha. Đó. Thôi ở trong thì đẹp này. Đó. Nói chung là coi này mới đẹp lung linh, chưa vệ sinh luôn. Đọc nó đây đó. Thì cây độ cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, 50, dài 2m4, cứng 50 đó. Cầu lăng xe là ok à, dạng này cầu lăng xe cũng được rồi. Rồi, cây số 12 giá công khai là 150k cộng ship luôn. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 thì em lên cho mọi người một cây cần dài 2m4. Khoen lên đây nè, phen của nó ở trong trồng dạng inox nha anh em, trồng inox bu của nó đây đó. Hàng nguyên xin sao để vậy, cán là cán lính nè, đẹp, bát là bát thẳng. Cây này mới nha mọi người đó. Cây tương đối mới. Rất là ok nha. Cái này độ cứng ra tầm khoảng chúng ta tầm khoảng 20 thôi nha anh em, tầm khoảng 20 thôi. Cho anh em về câu cảm giác. Rồi, giá công khai cây 24, giá là 150k cộng ship luôn nha. Rồi, đó tổng cộng giá công khai cây số 13, giá vẫn là 150k cộng ship nha. Rồi, đó tổng cộng 13 cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.